Thánh Gioan Maria Vianney. Gioan Maria Vianney sinh ngày 8 tháng 5 năm 1786 tại Galilee. Cha mẹ ngài là những nông dân trung kiên với đức tin. Suốt thời cách mạng Pháp, họ thường bí mật tiếp rước các linh mục đến trú ngụ. Vì vậy, Gioan là một trẻ em có mặt trong các buổi lễ cử hành lén lút, tại lẫm lúa và được chứng kiến nhiều mẫu gương anh hùng đức tin. Năm lên 11, Gioan được cha là Prebost cho xưng tội lần đầu. Tháng 5 năm 1798, Gioan được mẹ dẫn sang nhà thờ dì ở Eculi để dọn mình trước lễ vỡ lòng. Mùa xuân năm 1799, Gioan cùng với 15 em khác được rước lễ vỡ lòng trong một thánh lễ được cử hành giữa đống rơm. Ngài rước lễ rất xuất sắc và đã giữ cho đến chết chàng chuỗi mân côi kỷ niệm ngày hạnh phúc ấy. Năm 1800, thanh bình trở lại với các Kitô hữu. Khi Napoleon được biết rằng không có tôn giáo thì không có một tổ chức nào có thể tồn tại vững bền được. Từ nhỏ, Gioan đã muốn làm linh mục. Khi bày tỏ ý định tốt đẹp này, ngài đã 17 tuổi và mới chỉ qua bậc tiểu học. Mẹ ngài tán thành chí nguyện, nhưng cha ngài với óc thực tế đã băn khoăn rất nhiều và không chấp nhận. Mãi tới năm 1805, Gioan đến sống với cha Berkeley hoặc Eculi, theo học với các bạn tuổi còn nhỏ mà trí khôn ngài thì lại quá tệ. Đã vậy, vào năm 1890, ngài lại còn phải nhập ngũ. Năm sau, ngài may mắn trở về nhà. Năm 1810, Gioan gia nhập tiểu chủng viện Verrieres. Hai năm trôi qua, ngài là một chủng sinh học hành rất kém. Dầu vậy, ngài cũng nhận vào được chủng viện. Tại đây, chuyển ngữ là tiếng Latin mà Gioan lại quá dở về môn này, khiến ban giám đốc khuyên thầy hồi tục. Không thất vọng, một lần nữa cha Belli đảm nhận việc dạy dỗ người chủng sinh gương mẫu nhưng chậm trí này. Sau khi hoàn tất chương trình học vào ngày 13 tháng 8 năm 1815, Gioan Maria Vianney thụ phong linh mục tại đại chủng viện Grenoble. Ngài được gọi lên chức linh mục chính vì đời sống đạo đức. Sau khi thụ phong, cha Gioan Maria Vianney được cử làm phó sứ Eculi. Vào tháng 12 năm 1817, cha Bali qua đời. Cha Vianney được cử về làm chánh sở họ An. Khi bổ nhiệm, cha tổng đại diện nhắn nhủ: "Đây là một họ đạo nhỏ bé và nghèo nàn, thiếu vắng tình yêu Chúa. Cha hãy mang tình yêu đến cho họ." Vào ngày 9 tháng 2 năm 1818, cha đến xứ lần đầu với hành lý khiêm tốn, chất trên một chiếc xe tay, gồm một chiếc giường cũ, một rương sách và một ít đồ vặt vãnh. Tới gần làng, ngài dần chân hỏi đường. Bọn trẻ chăn chiên, không hiểu tiếng nói khác với thổ ngữ chúng vẫn dùng, nhưng cũng đoán biết và chỉ lối cho cha. Khi biết được địa sở, Gioan quỳ gối cầu nguyện cho những người sẽ là đoàn chiên của mình. Tới nơi, ngài vào thẳng nhà thờ và chìm trong kinh nguyện. Nhà xứ ạt thật nghèo nàn với vài món đồ thật đơn sơ và sơ sài. Chính cha sở trẻ họ đạo lại coi đời sống cầu nguyện hãm mình là phương thế để thành công, trong khi mọi người còn triền miên dứt điệp. Ngài đã xách đèn từ nhà xứ sang nhà thờ để cầu nguyện. Trước nhà tạm, nhiều lần nước mắt rơi ướt cả sân nhà, ngài tha thiết cầu nguyện: "Lạy Chúa, con xin lãnh chịu tất cả, nhưng xin Chúa cải hóa họ đạo của con bằng lòng chịu mọi đau khổ như Chúa muốn, miễn sao họ biết hồi tâm hối cải." Chìm đắm trong kinh nguyện,
cha Gioan không quan tâm tới nhu cầu thể xác, mà Ngài còn coi như là thây ma. Ngủ đã ít, Ngài lại thường nằm trên nền sàn. Đồ đạc người ta mang dâng cúng, Ngài đem cho người nghèo. Vui cười, Ngài nói: "Tôi không hề mất áo choàng bao giờ. Chuyện ăn uống, Ngài cũng chẳng quan tâm đến. Tự mình nấu ăn, Ngài chỉ nấu một nồi khoai rồi treo trên tường. Khi đói, Ngài ăn một hai củ, và củ thứ ba là để vui miệng mà thôi. Nồi khoai thường là để lâu, cho đến nỗi những củ cuối cùng thường bị móc meo. Ngài hãm mình như vậy cho tới năm 1827, khi các chị dòng chúa quan phòng nấu ăn cho Ngài. Hơn nữa, thánh nhân còn tự ý hãm mình. Mỗi đêm Ngài đều đánh tội trước khi ngủ. Trên tường Ngài còn loang lổ nhiều vết máu. Với một đời sống cầu nguyện hy sinh như vậy, thánh nhân nỗ lực canh tân họ đạo. Về xứ ít lâu, Ngài sớm nhận ra được ba tệ đoan trong họ đạo là lãnh đạm với các việc đạo đức, thói quen làm việc xác ngày chủ nhật và tật ham khiêu vũ. Để chứng hưng lại tình trạng suy đồi này, dĩ nhiên thánh nhân gia tăng lời cầu nguyện và việc hãm mình. Trong hoạt động, Ngài đi thăm viếng các gia đình, sửa lại tình trạng thiếu hiểu biết về đạo. Ngài lo dạy giáo lý cho trẻ em. Suốt 27 năm, cha thánh Gioan ngày nào cũng trung thành với việc dạy giáo lý. Đối với người lớn, cha dọn bài giảng rất kỹ lưỡng. Ngồi trong phòng thánh, cạnh nhà tạm, cha viết bài giảng. Đêm thứ bảy, cha học và tập giảng cho hôm sau. Lời giảng của cha rất là đơn sơ, nhưng xoáy vào lòng người nghe. Chẳng hạn, Ngài nói: "Không có gì bền vững cả. Đời sống sẽ qua đi, danh giá cũng sẽ sụp đổ, của cải rồi sẽ tiêu tan, sức khỏe cũng sẽ bị tấn công. Chúng ta ra đi như làn gió." Càng cầu nguyện, người ta càng ham thích, như một con cá trồi trên mặt nước rồi chìm mình trở lại và luôn bơi đi mãi. Linh hồn mà chìm đắm trong lời cầu nguyện sẽ mất hút trong sự êm dịu của cuộc đàm thoại với Chúa. Các câu chuyện nhỏ mà cha kể khi có giá trị như một bài giảng. Chẳng hạn, cha nói về một em nhỏ bị đau bệnh. "Con đau đớn lắm phải không?" Cậu bé trả lời: "Hôm qua con đau đớn gì mà ngày mai cũng sẽ hết khổ." Cha hỏi lại: "Vậy con muốn được lành bệnh không?" "Trước khi con bệnh hung dữ, khỏi bệnh con dám như vậy lắm. Để như thế này thì tốt hơn cả." Chống lại tật làm việc xác, cha nói: "Ngày chủ nhật là ngày của Chúa, mà anh chị em ăn trộm cũng chẳng lợi ích gì cho anh em. Tôi biết có hai phương thế chắc chắn để nên nghèo khó là làm việc ngày chủ nhật và lấy của kẻ khác." Để chống lại tật ham khiêu vũ, có lần cha đến giữa đám để giải tán, lần khác cha bỏ tiền trả cho nhạc công để các anh rút lui. Tích cực hơn, cha lập hội mân côi để tụ tập các nhóm thiếu nữ vào việc thực hành đạo đức này. Hơn nữa, trong họ có 7 quán rượu, cha hết sức khuyên nhủ và cả chúc giữ để họ đổi nghề. Cuối cùng cả 7 quán đều đóng cửa. Thấy trọng trách của một chủ chiên quá nặng nề, đã 4 lần cha Gioan tìm cách trốn khỏi họ đạo. Nhưng rồi cha bị phát giác, tiếng chuông reo vang và người ta đổ xô ra đường để giữ cha lại. Nỗ lực của cha không dễ dàng được tiếp nhận. Người ta tìm nhiều cách để vu khống cho cha nhiều tội tày trời. Thành công của cha khiến cho nhiều người nghi ngờ và ghen tị, đến nỗi tòa giáo mục phải mở một cuộc điều tra. Sau nữa, chính quỷ dữ cũng phải công khai phá cha dưới nhiều hình thức như xê dịch đồ đạc, la lối om sòm, hiện hình kỳ quái, đến độ đốt cháy cả giường nằm. Nhớ lại tất cả những gì đã trải qua, cha nói: "Khi đến ạc, nếu biết được tất cả những gì tôi phải chịu, chắc tôi chết liền."
nhưng ân thánh của Chúa đã nâng đỡ ngài. Mỗi ngày trong thánh lễ, ngài được thấy chính Chúa Giêsu. Dần dần họ An đã được biến đổi. Hương thơm thánh thiện còn bay lan rộng ra khỏi ngôi làng bé nhỏ, hẻo lánh này. Khách thập phương từ khắp nơi đổ xô đến để được chiêm ngưỡng một cha sở thánh thiện, để được nghe lời ngài, để xưng tội. Cha Gioan đã làm vui lòng mọi người. Suốt 20 năm trời, cha như chôn mình trong tòa giải tội. Từ sau lễ tới 11 giờ trưa, rồi từ 1 giờ chiều cho tới 8 giờ tối. Sau khi được qua đời, cha được chôn cất tại nhà nguyện Thánh Gioan Tẩy Giả, cạnh tòa giải tội mà người ta gọi là phép lạ lớn nhất ở Ác. Tuận tụy với các linh hồn, cha Gioan cũng được ơn thấu rõ lòng người. Ngày kia có một du khách tới Ác để đi săn, nhìn ông con chó bên cạnh, ngài nói: "Con chó của ông thật đẹp, nhưng linh hồn chẳng đẹp tí nào." Cúi mặt, người du khách vào tòa xưng tội. Một người đàn bà khác nghe cha nói ông ấy đã được rỗi giữa thành cầu và dòng nước, ông đã kịp ăn năn tội. Thế là cha biết nỗi lo sầu của bà vì cái chết mới đây của chồng bà. Ngài đã mang lại niềm vui, an ủi khi cho biết rằng nhờ những đóa hoa, lời cầu nguyện với vợ mỗi tháng ở đài Đức Mẹ mà người chồng xấu số kia được cứu rỗi. Đời sống của cha Gioan là một mẫu gương tận tụy vì Chúa và vì các linh hồn. Ngài thường nói, hạnh phúc cho một vị linh mục được hao mòn vì Chúa và các linh hồn. Quả thật, cha Gioan đã hao mòn vì phụng sự. Ngày 2 tháng 8 năm 1858, cha chịu các phép bí tích sâu hết. Ngày 4 tháng 8 năm 1859, cha trút hơi thở cuối cùng với sự mãn nguyện. Phải chết lành khi người ta còn sống trên thánh giá. Vào tháng 5 năm 1925, cha Gioan được suy tôn hiển thánh, và năm 1925 được làm bổn mạng các cha sở trên toàn thế giới.